Nhằm cải thiện tình hình ở lượt về của V-League 2022, câu lạc bộ Nam Định đã chọn huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thay thế cho huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ trên băng ghế chỉ đạo. Trong ngày hôm qua, người từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam đã đến sân Thiên Trường làm thủ tục tiếp quản đội bóng. Trong sự nghiệp của mình, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt được biết đến với những thành công ở các đội trẻ. Ông từng giúp đội U16 Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2017. Ngoài ra vào năm 2019, cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã giúp câu lạc bộ Quảng Nam trụ hạng thành công ở V-League. Đây cũng sẽ là nhiệm vụ mới đối với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, bởi sau 12 trận của lượt đi V-League năm nay, Nam Định đang đứng áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn 10 điểm.